Chào bạn với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về hình nón. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Hết mình sẽ ghi từ bà ở đây chính là mặt nón. Mặt nón sẽ hình nón. Rồi. Thì bạn lưu ý cho mình như sau. Thì chúng ta có hình nón như thế này. Đây, đường cao là H, rồi bán kính đáy là R. Rồi, thì trong sách giáo khoa chúng ta có một bài công thức sau. V sẽ bằng 1 phần 3 pi R bình R nhỏ bình H. Rồi, rồi công thức thứ nhất, công thức 2 diện tích xung quanh là bằng pi nhân cho R nhân cho L, với L là đường sinh, độ dài đường sinh của hình nón. Và công thức 3 diện tích toàn phần là bằng pi R nhân cho L cộng với lại R. Thì đây là ba công thức trong sách giáo khoa đã cung cấp. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ đề cập đến hình nón đặc biệt hơn, đó chính là hình nón cụt. Rồi, thì công thức này thì sách giáo khoa không hề cung cấp, tuy nhiên nó cũng không quá khó để thuộc. Thì nón cụt là hình như thế nào? Đây thì mình sẽ minh họa nó hình như thế này. Thì nó cũng khá là giống hình nón, đó chính là khi chúng ta cắt hình nón bởi một mặt phẳng, một mặt phẳng bất kỳ. Tuy nhiên mặt phẳng này phải có điều kiện là nó phải cắt ở bên trong đoạn của H này nè. Thì nó sẽ tạo thành hình nón cụt. Thì mình có như sau. Chúng ta có bán kính nhỏ ở trên. Bán kính của đường tròn ở trên là R nhỏ. Rồi mình có chiều cao chỗ này là H. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy là H. Và bán kính của đường tròn lớn là R lớn. Thì chúng ta có một vài công thức sau. Thứ nhất, V của nó rất là giống ở trên luôn. 1 phần 3 pi nhân cho H sẽ ghi trước. Còn R bình thì mình sẽ thay bằng cái gì? Chính là bằng R lớn bình cộng R nhỏ bình cộng với lại RH. Đây, thì đây là điều khác biệt đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ nói đến diện tích xung quanh. Diện tích xung quanh đây chính là bằng pi nhân cho L nhân cho R cộng với lại R nhỏ. Thì bạn chỉ cần thay cái chữ R nhỏ này là bằng R lớn cộng R nhỏ đó thôi. Thì tương tự diện tích toàn phần thì nó cũng cần công thức khác, chính là bằng pi nhân cho R lớn bình cộng cho R nhỏ bình cộng cho L nhân cho R lớn cộng với R nhỏ. Thì cái diện tích toàn phần nó hơi bị khó thuộc, thì các bạn nên thuộc kỹ ba công thức này để khi làm bài tập thì chúng ta có thể áp dụng một cách rất là nhanh. Và bây giờ mình sẽ đến với một bài bài tập áp dụng. Rồi bây giờ mình sẽ đến với bài ví dụ đầu tiên. Rồi đầu tiên mình sẽ vẽ lại cái hình trong đề. Là chúng ta có một cái hình nón, nó như thế này. Rồi, nội tiết bên trong chúng ta có một hình trụ, nội tiết bên trong. Hình trụ thì mình vẽ như thế này thôi, nó nhỏ hơn. Rồi, rồi, bây giờ thì chúng ta có là chiều cao. Chiều cao là bằng 9, H là bằng 9. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào cái đơn vị của nó luôn, chiều cao của nó bằng 9. Đồng thời bán kính đáy, bán kính lớn là bằng 6. Thì bài toán hỏi là V của khối trụ, V max của khối trụ bằng bao nhiêu? Để tính thể tích khối trụ thì mình sẽ xử lý như sau. Mình sẽ gọi cái bán kính đáy của hình trụ là R, R nhỏ. Rồi, thì mình sẽ gọi bán kính đáy nhỏ, bán kính đáy bên trong là R nhỏ. Khi ta xếp một mặt phẳng cách nó đi qua trục, thế sẽ thành một hình tam giác cân. Rất đặc biệt luôn. Thế này thì mình có như sau. Là mình có là nó sẽ còn mặt cách của hình trụ sẽ là một hình chữ nhật. Tức là sao? Tức là ở đây sẽ là R nhỏ. Và ở đây chính là 6. Đường cao thì nó là 9. Lưu ý cho mình, đường cao của nó chính là 9. Thì bây giờ mình đã gọi là bán kính đáy của hình trụ là R nhỏ. Bây giờ mình sẽ tính chiều cao của hình trụ. Thì bạn lưu ý cho mình, công thức tính thể tích của hình trụ là V bằng pi R bình H. Bây giờ mình sẽ tính H theo R nhỏ nữa là sẽ xong. Ta sẽ đưa hàm một biến rồi sau đó sẽ xét hàm số theo R nhỏ. Bạn lưu ý cho mình, thì mình sẽ áp dụng định lý Thales thì ta có như sau. Đó chính là gì? R nhỏ chia cho 6 chính là bằng đoạn này chia cho 9, mà đoạn cái đoạn nhỏ ở trên chính là bằng 9 trừ đi H, 9 trừ H chia cho 9. Vậy thì mình sẽ suy ra được đó chính là 9 R nhỏ. Đây, 9 R nhỏ là bằng 54 trừ 6 H. Mình sẽ suy ra được là H chính là bằng 54 trừ 9 R nhỏ chia cho 6. Đây, 54 trừ 9 R nhỏ chia cho 6 thì sẽ ra H. Bây giờ mình thay vào, đó chính là pi cho R bình
nhân cho h, h là bằng 54. Thì cái này mình sẽ chia cho 3 cho nó dễ làm. Đối với mình 54 chia 3 là 18. Mình trừ cho 3r chia cho 2. Đây, thì chúng ta có hàm số theo r. Thì để tính giá trị lớn nhất của biểu thức này thì mình sẽ tách ra để mình áp dụng bằng thức Cauchy. Pi chia 2 thì mình sẽ để ra ngoài. Rồi bình thì mình sẽ tách ra thành r nhân cho r. Mình sẽ nhân cho 18 trừ 3r ở đây. Và lưu ý cho mình thì để chúng ta áp dụng bằng thức Cauchy khi chúng ta cộng lại 3 phần tử này thì để nó triệt tiêu được cái 3r đi thì mình phải để ở đây là 3 phần 2r, 3 phần 2 ở đây. Thì nghĩa là mình đang nhân thêm vào 9 phần 4 thì mình phải nhân thêm 4 phần 9 nữa để chúng ta rút gọn đi. Đây, khi mình sẽ rút gọn tiếp. Cái này là bằng là 2 phần 9 pi nhân cho 3 phần 2r nhân cho 3 phần 2r. Mình sẽ để đưa vào các nhóm nhân cho 18 trừ 3r. Đây, thì chúng ta đã đưa về một biến là r rồi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bằng thức Cauchy. Họ nhận xét cho mình cái này sẽ bé là bằng 2/9 pi thì mình vẫn không đụng vào, mình để đây. Bây giờ mình bạn lưu cho mình bằng thức Cauchy đó chính là chúng ta có là a cộng b cộng c tất cả mũ 3 lớn bằng 3 lần abc. Đây, theo những bằng thức Cauchy ta có là a cộng b cộng c tất cả mũ 3 lớn bằng 3 lần abc. Suy ra được là abc sẽ bé nó bằng a cộng b cộng c tất cả mũ 3 chia cho 3. Thì thay vào thì mình cộng lại ba cái này, cộng lại thì nó mất cái 3r đi, thì còn lại là 18 mũ 3 chia cho 3. Thì mình đã nhầm đấy nhá, mình sẽ nói bạn ghi nhầm đây là 27. Đây, 27 ABC thì mình chia qua cái này chia cho 27. Đây là tức là cái này chia cho 27 ở đây. Thì bạn lưu ý cho mình, cái này bằng 18 mũ 3 chia cho 27, cái này chính là bằng con máy tính mình được cái này bằng 48 pi. Vậy thì Vmax của nó bằng 48 pi. Để đáp án chính xác ở đây chính là phương án C. Hãy lưu ý cho mình, đây là một câu không quá khó. Tuy nhiên các bạn cần biết tách ra để chúng ta áp dụng bằng thức Cauchy cho thật đúng, cũng như ta phải sử dụng bằng thức Cauchy cho nó đúng như này nè. Thì a cộng b cộng c thì nó phải lớn hơn hoặc bằng 3 lần căn bậc 3, 3 lần căn bậc 3 của ABC tất cả mũ 3, mình tính nhầm đấy phải là 27 ABC. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi bây giờ mình sẽ đến với bài tiếp theo. Như bạn thấy thì bài toán hỏi là thể tích phần không gian bên trong chén nước ngọt, thì mình nghĩ ngay đến việc chúng ta sẽ tính thể tích của ba phần chúng ta cộng lại với nhau. Mình sẽ gọi đây là ghi đây. Ta có là V chính là bằng, mình sẽ gọi đây chính là bằng V1 cộng V2 cộng V3. Thì đó chính là mình chia thành 3 phần từ trên xuống dưới. Rồi phần đầu tiên. Phần đầu tiên đây là một hình trụ. Thì thể tích của nó chính là bằng pi nhân cho R bình. Pi R bình nhân cho H là bằng AB. Rồi. Phần thứ hai. Thứ hai thì nó chính là một hình nón cụt. Thì công thức của nó chính là 1 phần 3 pi nhân cho H trước. H thì của nó chính là bằng BC nhân cho R lớn bình nhân cho R lớn bình cộng R nhỏ bình cộng cho R lớn nhân R nhỏ. Đây, nó cũng khá là dễ nhớ. Rồi, phần thứ ba nó cũng là một hình trụ, tức là bằng pi nhân cho R lớn bình nhân cho H là bằng CD. Thay số vào, R nhỏ bằng 2, AB là bằng 3, BC là bằng 6, R lớn là bằng 5, R nhỏ bằng 2, lớn nhân R nhỏ là 10, cộng cho R lớn là bằng 5, CD ở đây phải đánh cho CD bằng 16. Thì mình sẽ để các bạn tự tính cho mình. Thì mình tính ra được là thể tích, mình tính được tổng của các cái này lại chính là bằng 490 pi. 490 pi. Vậy thì đáp án chính xác ở đây chính là phương án D. Bạn lưu cho mình một câu này là một câu không quá khó. Tuy nhiên chúng ta phải phải thuộc các công thức tính thể tích của hình trụ, hình nón cụt cũng như là các cái hình liên quan nữa. Rồi thì cảm ơn bạn đã xem, thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên cho mình một đăng ký, một like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.